bữa nay cô mã muốn kể chuyện đọc cho các anh chị em nghe một cái tờ báo bên việt nam đăng tại vì biết nếu như mà có đăng lên trên trang thì cũng có sẽ có một số anh chị em coi và một số anh chị em cũng không có thời giờ coi và nhiều người muốn có mã livestream để mà đọc thì khi mà có mã livestream đọc thì có thể các anh chị em sẽ nghe được nhiều hơn cho nên mà muốn chia sẻ cái thông tin này nó rất là quan trọng. Tại vì những ngày Tết sắp tới rồi, người Việt của mình ùng ùng nhau đi mua trái cây về cúng, cũng giống như chuẩn bị trang bị cho mình ở trong nhà có những cái món ăn. Thì phải cẩn thận tất cả hàng ở bên Việt Nam hiện tại bây giờ là bị Trung Quốc uh, nhập vào, toàn là hàng độc. Và các anh chị em cần phải nghe cái bài này để mà tránh ha. Thì coi hữu mọi người vào... Uh... Uh, được bao nhiêu người rồi ha. Dạ chưa, lúc này chưa có ngủ đâu muốn đọc bài cho mọi người. Hello Bình Đặng Anh Hoàng. Um, ok, mọi người vào cũng khá đông rồi thì bây giờ Mã đọc cho mọi người nghe nha. Ok. Trái cây bánh kẹo Trung Quốc đổ về chợ Sài Gòn trước Tết. Sáng sớm, chị Hoa, tiểu thương tại chợ bà Chiểu, đã tắt bật lật trái cây từ những thùng giấy in chữ Trung Quốc đem ra chợ trưng bày ở vị trí bắt mắt trên kệ. Đáng chú ý là khi bán cho khách, các loại trái cây này được gắn mát nông sản trong nước hoặc nhập khẩu từ Mỹ, Hàn Quốc. Khi khách hàng thắc mắc về sự xuất xứ của sản phẩm, Tiểu thương một mực khẳng định trái cây được nhập thông qua chợ đầu mối nông sản Thủ Đức và trên mỗi quả túi trái cây đều có tem kiểm định chất chất lượng. Chị Thanh tại chợ An Bình quận 5 thì cho biết, cam sành của chị là hàng chất lượng được mua dưới miền Tây, quýt đường thì được lấy ở chợ đầu mối của tiểu thương miền Bắc, riêng các loại lê, nho đa phần là hàng nhập khẩu nên chất lượng đảm bảo. Thế nhưng theo quan sát Hầu hết, hàng được tiểu thương này lấy ra từ các thùng có ghi xuất xứ là ở Trung Quốc. Đây là những cái là những cái link bài đọc của mã có, chứ không phải là trái cây đều có hết. Đó, đó là những trái cây mà ở bên trên cái bài viết này có. Theo tiết lộ của chủ sạp trái cây tại chợ căn cứ thì hầu hết các loại trái cây nghịch mùa như là dưa lê, hồng giòn, cam sành, quýt, nho, không hạt đều nhập từ Trung Quốc. Lợi thế của trái cây xuất xứ Trung Quốc là kích thước to quả mà màu sắc bóng mượt nên khách chuộng mua để cúng nên mỗi ngày bán ra thị trường cả trăm ký. Nguồn hàng này luôn dồi dào và ổn định nên giá bán cũng rẻ hơn trái cây nội địa. Ví dụ như hồng giòn 20.000 đồng, nho thì 45.000 đồng một ký. Dịp cuối năm thì trái cây đặc sản từ các tỉnh chuyển về ồ ạt và tỷ lệ hư hao cũng nhiều. Tôi bắt buộc phải lấy thêm hàng nhập này để bù lại. chú sạp này nói, không chỉ hai chợ trên, mà tại một số chợ như An Nhơn, căn cứ quận Gò Vấp, Thị Nghè, quận Bình Thạnh, Thái Bình, quận 1, cũng nhan nhãn các sản phẩm trái cây của Trung Quốc, nhưng gắn mát trong nước và ngoại nhập. Không những thế, những nơi này còn bán các bánh kẹo Trung Quốc, nhưng hầu hết đều được tiểu thương cho là hàng Việt. Trong đó phổ biến nhất là các loại mứt, rau củ sấy, ghi xuất xứ ở Đà Lạt, được bán với giá dao động từ 45.000 đến 120.000 đồng một ký, nhưng hoàn toàn không có thông tin nhãn hiệu, cơ sở sản xuất hay là hàng sử dụng. Bà Diệp, tiểu thương tại chợ An Nhơn cho biết, những ngày gần đây, sức mua tăng khoảng 20% so với ngày thường, nhưng vẫn chưa bằng năm ngoái. Năm nay, các loại kẹo dẻo, kẹo sô-cô-la đủ màu sắc và hình dạng như đồng tiền, thỏi vàng, dưa hấu, đóng trong túi ni lông một ký, có giá khuyến mãi khoảng 60.000 đồng, đang rất là hút khách. Tại chợ Bình Tây, chợ sĩ các mặt hàng nhu yếu phẩm lớn nhất ở phía Nam, rất nhiều sản phẩm hàng hóa phục vụ Tết như là bánh kẹo, hạt dẻ, hạt điều các loại mứt hoa quả được người bán hàng giới thiệu nói không với hàng Trung Quốc, chỉ có hàng Việt và ngoại nhập. Nhưng khi quan sát hầu hết các sản phẩm đều được đặt trong những thùng carton có chữ in là Trung Quốc. Mặc dù đa phần người bán hàng cố tình tránh né hai chữ Trung Quốc khi nói về xuất xứ hàng hóa với khách hàng, nhưng cũng có khá nhiều chủ cửa hàng thẳng thắn nói rõ nguồn gốc. Chị Hàng, chủ sạp bánh kẹo ở gần cổng chính của chợ tầng chợ Bình Tây cho biết, hạt nhân, hạt giả cười đi được chị lấy từ Trung Quốc. Tôi năm nào chẳng bán, hàng Trung Quốc rẻ, ngon mà chất lượng là bán được. Từ năm ngoái đến năm nay chưa khách hàng nào phàn nàn cả, chị Hằng nói. Trao đổi với Vietnam Express, đại diện chợ đầu mối nông sản Thủ Đức cho biết, gần tết hàng trung quốc về chợ khá nhiều đặc biệt thời điểm này các loại trái cây như dưa le hồng giòn cam sành quýt ở trung quốc đang vào mùa nên có giá khá rẻ mẫu mã đẹp dễ trưng tết nên hàng việt khó cạnh tranh lại đa phần các sản phẩm đều được kiểm tra rõ ràng tuy nhiên vị này cũng cho biết rất nhiều sản phẩm trái cây được tiểu thương nhập lậu qua các đường khác nên không tránh khỏi hàng kém chất lượng. Do vậy người tiêu dùng nên thận trọng và tinh mắt khi mua hàng. Hôm ngày 31 tháng 12 năm 2016, đội quản lý thị trường 6B thuộc chi cục quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ kiểm tra một kho chứa hàng tại 127 An Dương Vương, phường 10, quận 6. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 4 tấn hạt dẻ do Trung Quốc sản xuất không có hóa đơn chứng từ và 6,4 tấn nho khô, mức táo không rõ nguồn gốc xuất xứ, không ngày sản xuất, không hạn. Riêng tuần đầu tháng 1 năm 2017, Quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành kiểm tra 23 công ty, cửa hàng, hộ kinh doanh, cơ sở chế biến, sản xuất tại các chợ và trên đường phố trong đó hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ đã tạm giữ 11.000 đường, cát, nho khô, hạt dẻ, khô bò 1.274 đơn vị sản phẩm bánh kẹo nước tăng lực. Đây chỉ là một số cái trái cây sản phẩm mà mà có thể đọc được chia sẻ với các anh chị em. Ngoài ra còn những cái sản phẩm khác như thịt cá, mực mỗi ngày chúng ta ăn đều có những cái chất phẩm độc hại của Trung Quốc chính là người việt của mình ham nhuận lợi mà đã nhẫn tâm giết hại người việt của mình trung quốc nó chỉ là đưa cái nhu cầu nó bán ra và người việt của mình là những người đứng ra mua những cái mặt hàng này về và bán lại cho người việt của mình cho nên nó thật trách trung quốc nó giết hại mình mình biết rõ điều đó mà nhưng mà mình vẫn cho nó cơ hội những người bán là những người nối những cái dịp cầu để cho trung quốc trực diện hại với người dân của mình các anh chị em tiền thì ai cũng cần, thật sự là biết là như vậy, nhưng mà không thể nào vì lợi nhuận cá nhân của bản thân của mình mà tiêu diệt lần đồng loại của mình. Thanh niên tới bây giờ, có thể nói, nhìn mọi người, mà nói rất là thương, người nào cũng đen, đúa, người nào cũng nhỏ con, ốm yếu, cả ngày chỉ có biết đi ra ngồi uống cà phê hay là ăn nhậu gái gú, ngoài ra không thể nào tập được cho mình một cái thể lực tự tự tạo cho mình một cái sắc khí, một cái sắc khái để mà mình sống. Thí dụ như bây giờ nói Trung Quốc nó có tràn vào đánh với nước Việt Nam của mình. Các anh chị em, con trái bên Việt Nam mà nó thật sự không có sức để mà chống lại. Tại sao chúng ta không có để những cái thời gian đó tại Đảng Cộng sản Việt Nam nhà cầm quyền cố tình cho Trung Quốc đưa những cái sản phẩm độc dược này vào ở trong nước bán cho mình ăn uống để sức khỏe mình không có. Sức khỏe của mình không có thì làm sao mà mình kháng cự lại khi có những cuộc biểu tình xuống đường có mang nó đánh mình, mình làm sao mình phản kháng lại hay là mình tự bảo vệ bản thân của mình. Bảo vệ bản thân của mình còn chưa có làm được thì làm sao bảo vệ được gia đình của mình có đúng không? Cho nên các anh chị em mã khuyên là ngoài những giờ mình đi uống cà phê, mình nên đi học võ, đi tập thể lực để cho mình có, có sức khỏe, tập chạy cũng được. Nếu như mà cần phải làm một cái gì đó để mà lúc cần phải chạy mình có sức để mà mình chạy các anh chị em nghĩ đi nước nhật cũng rất là nhỏ nhưng mà bao nhiêu năm nay mỹ muốn chiếm vào trung quốc muốn chiếm vào nhưng mà họ vẫn không có vào được không có chiếm đoạt được nước nhật và tại sao tại vì tinh thần samurai của họ rất là mạnh họ có sự đoàn kết và người nhật gần như người nào cũng có biết võ không phải là muốn kiếm không mà họ biết võ cái võ của họ rất là lợi hại không có ai có thể đánh gục họ được đàn ông con trai việt nam của mình ở bên việt nam nên đi tập thể lực nên tránh uống bớt uống cà phê bớt ăn những cái trái độc hại bớt la cả ở ngoài đường bớt nhậu nhạt bia bọt tại vì tất cả mọi thứ mỗi ngày mà mình ăn như vậy tại sao mình lại trả tiền ra để mua cái sự độc hại vào trong cơ thể của mình rồi một ngày nào đó mình không còn cái sức lực để mà phản kháng lại khi đất nước cần khi đất nước cần chúng ta phải đứng lên chúng ta phải bảo vệ cái đất nước này đất nước việt nam của mình mà đâu có của riêng ai đâu nhưng mà mình không có khả năng mình không làm được điều đó một cái gia đình nhỏ của mình cũng không bảo vệ được nếu như, như công an hay người ta tới nhà người trung quốc nó tới nó đánh mình liệu mình có đánh lại nổi hay không trung quốc người trung quốc đã vào ở trong nước việt nam của mình và người công an cũng được huấn luyện theo cái phong cách của người trung quốc áo quần của người công an của mình bây giờ cũng mặc cũng hơi giống trung quốc mất tiêu rồi thì họ đã planning với nhau họ đã đồng hóa với nhau rồi thì cái sự ác độc nó đã dâng trào rồi đối với cộng sản cảnh sát giao thông có mang ở bên việt nam họ mất nhân tính hết rồi họ không còn thương dân nữa mã khuyên những người có mang bộ đội hãy thương dân chúng ta bảo vệ tổ quốc chúng ta bảo vệ đất nước chứ chúng ta không bảo vệ một cái thể chế hãy thương dân hãy thương dân mà nói bao nhiêu lần xin các các anh chị em hãy nhìn lại cái sự phục vụ và hy sinh của mình ngày hôm nay để cái gì để giữ bảo tồn lại đất nước Việt Nam nhưng mà đất nước Việt Nam đã được giao vào trong tay Trung Quốc không lẽ mình đành lòng sao mình đành lòng để đất nước của mình để cho người khác cai trị 15 cái văn kiện nổi của ông Nguyễn Phú Trọng đã ký vào ngày 12 tháng 1 năm 2017 và những cái văn kiện chìm ở sau đó mà chúng ta không có thấy từ đây cho tới năm 2020 thì nước Việt Nam sẽ từ từ bị thuộc vào tay Trung Quốc. Cung quân đội của Việt Nam cũng đã đưa cho Trung Quốc mất tiêu rồi. Mỗi ngày các anh chị em, chúng ta mà thấy ở Đà Lạt, ở Nha Trang đã có đi hiến máu. Thì hiến máu đó giống như mà nói sẽ không có tới tay người dân của mình sử dụng. Khi mà biết rằng mà có một đứa cháu ở bên Việt Nam, nó bị bệnh phải đi thay máu và xin máu hoài, nhưng mà bệnh viện không bao giờ có máu cho nó. Mẹ của nó phải đi ra ngoài xin nhờ cái anh xích lô hay là cái anh xe thồ, anh lái xe, bà gác. Xin anh đó là phải vào để mà hiến máu. Mình phải trả tiền gấp 3 lần cho cái anh đó để anh volunteer, tự nguyện hiến máu cho bệnh viện để cho cô, cháu của mình có thể có nhận được máu. Và cái người đó cũng rất là ốm yếu và bệnh viện ở bên Việt Nam họ cũng không bao giờ họ kiểm tra cái 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 người đó là có đủ sức để mà cho máu hay không hay là máu người đó có mang những cái bệnh truyền nhiễm hay không. Họ vẫn nhận máu và các anh chị em có bao giờ nghĩ rằng cái kim đó họ sẽ sử dụng lại cho rất là nhiều người cùng một cây kim thì liệu cái kim đó có chất độc ở trong đó hay là có cái những cái căn bệnh di truyền thì chúng ta phải làm sao? Một ngày nào đó đất nước Việt Nam của mình đùng một cái mọi người bị ung thư chết hết. Thanh niên Việt Nam sẽ không có làm được cái gì hết. Khi đất nước cần, đất nước, đất nước gọi mà mình không có sức để mà phản kháng. mình tại vì nhà cầm quyền Việt Nam muốn người dân ở trong nước chỉ có ăn chơi, xa đọa không có biết, không có hướng dẫn cho người ta một cái con đường, một cái tinh thần giống như là mà chưa bao giờ thấy một cái người nào mà hát những cái bài quốc ca ở bên việt nam mà có cái lòng giống như là yêu nước mãn nguyện và là tự nguyện mà thúc đẩy cái ý chí bảo vệ đất nước của ngày hôm nay tất cả đều là bị bắt buộc nhưng mà nói hồi sáng nay trong một cái video một chính quyền phải để cho người dân người ta tôn trọng hơn là sợ hãi tại khi cái nỗi sợ hãi đó không còn nữa thì họ sẽ thay đổi còn khi mà họ tôn trọng thì lúc nào họ cũng tôn trọng nhưng mà họ sợ hãi, khi khi họ hết sợ hãi rồi thì họ sẽ thay đổi, họ sẽ lật đổ cái chế độ này. Các anh chị em một lần nữa mà mong các anh chị em hãy nghe những cái lời mà nói là thật sự mà quan tâm, mà thương yêu mọi người, mà muốn mọi người có được cái khả năng đứng dậy bảo vệ đất nước của mình. Để một ngày nào đó mà còn có cơ hội, còn có dịp để cùng về, ngồi chung với nhau, để mình hàng huyên tâm sự mà nói chuyện những cái ngày mà mình phải livestream stream cùng là người Việt với nhau. Tại sao mình không thể nào mình cùng ngồi xuống để mà mình nói chuyện mà mình phải nói qua video. Mình phải lên trên mạng nói với nhau. Bao nhiêu người đã phải bỏ xứ ra đi. Đã phải chạy nạn, tị nạn chính trị hoặc là vì bất cứ một lý do gì đó phải rời đất nước Việt Nam. Xin lỗi, năm ngoái thì chỉ có 90% học sinh du học đi qua Mỹ rồi thì không muốn trở lại Việt Nam nữa. Nhưng mà qua năm 2016 vừa rồi thì tới 90% 8% học sinh du học không muốn trở về lại Việt Nam. Tại vì khi họ đi ra ngoài một xứ sở văn minh rồi, không ai muốn quay về lại một cái chỗ mà rất là thấp hèn. Phải nói là như vậy, đất nước Việt Nam của mình lúc nào cũng ở trong cái tình trạng là đi xin. Xin xỏ nước này, xin xỏ người kia nhưng mà không bao giờ đất nước Việt Nam của mình là một cái đất nước mà có khả năng chia sẻ với cái đất nước khác khi họ gặp nạn, khi họ gặp bão, khi họ cần sự giúp đỡ mà việt nam của mình cứ phải ngửa tay đi xin khi mà ngửa tay đi xin nhận tiền của người ta thì đồng tiền nó quản lý mình rồi nó kêu mình phải làm cái này làm cái kia mình phải làm hết mình đâu có cải được cải được nó đòi tiền lại mình có tiền để mà trả hay không không hề có cho nên các anh chị em chúng ta phải suy nghĩ phải tự tư vấn lại cái lương tâm của mình mình đã sống đúng chưa mình đã sống cho đất nước này chưa Tại sao những người mà ra đi rồi, bao nhiêu người vẫn chưa thể nào quay trở lại Việt Nam? Cái nỗi sợ hãi họ vẫn còn. Họ về lại, họ gặp lại đảng Cộng sản Việt Nam, họ không muốn. Tại vì họ biết được cái sự giả dối và ác độc, thâm độc của họ, của mưu mô của đảng Cộng sản Việt Nam, hại dân như thế nào, họ không muốn trở lại. Thì chúng ta hy vọng một ngày nào đó, không trên đất nước của mình, không còn đảng phái của đảng Cộng sản Việt Nam hay Trung Quốc nữa, thì người dân của mình sẽ cùng nhau về, sẽ cùng nhau ngồi xuống, uống một ly trà, kể chuyện lại ngày xưa, kể chuyện là lịch sử bao nhiêu năm mà những anh hùng liệt sĩ của mình đã đứng ra, đã giành lại Hoàng Sa Trường Sa mà ngày hôm nay mình mất vào tay của Trung Quốc giống như vậy. Hồi nãy giờ mà nói nhiều quá nhưng mà không có hỏi ai có câu hỏi gì hay không, cũng không có kịp đọc tin nhắn của bất cứ một người nào. À, mà chỉ muốn chia sẻ các anh chị em phải cẩn thận khi đi ra Tết vào ba ngày Tết sắp tới, những cái đồ độc hại phải biết là chúng ta sống thì phải ăn. Nhưng mà chúng ta phải biết thận trọng hơn, phải biết lựa chọn hơn. Nhiều khi những cái đồ xấu xấu một chút xíu, nó lại chất lượng hơn. Nó là đúng là đồ Việt Nam. Tại sao bây giờ phải có những người sống ở thành phố mà phải lấy những cái thau mà thấy bạn của mã để những cái thau nhỏ tự trồng rau sạch ở nhà để mà ăn, không có dám đi ra ngoài mua đồ ăn nữa đất nước Việt Nam của mình không phải chỉ có mất dân chủ, mất tự do mà mất luôn cái quyền được sống. Mà chúng ta sẽ bệnh, bệnh lần, bệnh dần, bệnh mòn mà chết. Tại vì ai? Một phần là phải trách từ bản thân của mình, mình biết rõ, mình hiểu rõ, mình mình nhìn mình nhìn nhận được, mình hiểu được tất cả mọi thứ ở ngoài đó đều có cái tính độc hại, chất độc hại trong đó. Nhưng mình mà mình vẫn tiếp tục bỏ tiền ra mình mua. Mình vẫn phải ăn. Tại sao như vậy? Tư gạo là cái món ăn mà Căn bản nhất trong gia đình mỗi nhà nào cũng phải ăn gạo thì cũng bị là gạo nhựa, xì dầu nước mắm, những cái mà không thể thiếu trong bữa ăn hàng ngày của người dân. Tới bây giờ giá là cái thứ mà rẻ nhất, trứng gà cũng là cái thứ mà rẻ nhất, cũng được làm giả, cũng bị bỏ thuốc ở trong đó. Thì tự hỏi sống làm sao đây? Tại sao? Tại sao người dân làm một cái gì một chút xíu nhỏ thôi thì nhà cầm quyền biết hết còn trung quốc nó đem về những tấn nào là tấn này tấn kia hay nhờ những chiếc xe cả mấy chục tấn đồ độc hại vào ở trong nước mà tại sao nói là không biết để rồi mấy năm sau có mang mới đi bắt được cái nhóm này mới bắt được cái nhóm kia khi mà nó thật sự nó đem vào qua biên giới tại sao nó lọt vào được hết nó đâu phải là không khí nó đâu phải là một con kiến nhỏ mà có thể giấu đi đâu được nó là một xe hàng lớn chở cả chục tấn ở trong đó nhưng mà vẫn không có ai bắt đó là vì có sự tiếp tay của nhà cầm quyền. Nhà cầm quyền cố tình tiếp tay với Trung Quốc để mà hại người dân. Và chúng ta hiểu rõ cái điều đó. Chúng ta cũng không thể nào mà im lặng. Chúng ta im lặng là chúng ta hợp tác với là nhà cầm quyền để mà tự hại bản thân của mình. Đó là những gì mà ngày hôm nay mà muốn chia sẻ. Tết nhất sắp tới rồi. Trong nhang cũng có chất độc, nhớ không? Khi mình mua nhang về mình cúng hương đèn, mình hít thở vào cái không khí trong cái cây nhang đó nó cũng có độc trái cây cũng có độc Qua chừng hoa khi tỏa ra cái mùi thơm những nhành mai những bông cúc vạn thọ những cái hoa uh, cúc đại đó cũng có bị tẩm thuốc ở trong đó từ cái trong cái không khí môi trường của mình đều bị nhiễm độc hết rồi chúng ta phải làm sao đây thì uh, các anh chị em phải cẩn thận mà nói tới nó lui trái cây một là trong những trái cây bánh kẹo hạt dưa khi mà mình cúp hạt dưa bị tẩm đỏ hay là không tẩm đỏ những cái món ăn rất là quen thuộc truyền thống của việt nam mình đều bị trúng độc hết rồi thì chúng ta phải tẩy chay những người nào có người nhà đi buôn đi chợ đi bán coi được những cái video này đọc được những cái lời tâm sự của mã thì chia sẻ với người nhà của mình đừng vì đồng tiền đừng vì ham quá mà tự hại lẫn nhau, tự hại người dân của mình. Tiền bỏ trong băng thì cũng bị mất đó thôi. Tiền bỏ trong băng thì cũng sẽ bị đổi. Mua vàng cũng sẽ bị đổi. Nói tới vàng, đã có người dân đem vàng mà của nhà nước kia là bảo quản bọc lại trong cái đồ bọc cuối cùng người đem đi đổi thì nhà không có một cái ngân hàng nào hay không có một cái tiệm vàng nào đồng ý mua lại cái vàng đó của nhà nước và cái người chủ mà cầm vàng đó đã phải xỉu vì khi họ phát hiện ra cái vàng mà của nhà nước ở trong ngân hàng nhà nước đã bị tráo đổi, đã bị đưa vàng giả ra. Thì các anh chị em nghĩ đi, mình làm tiền nhiều lắm rồi cuối cùng như thế nào? Chúng ta sẽ bị độc, bị hại và từ chúng ta sẽ tự hủy diệt con người của mình. Mà cảm ơn các anh chị em rất là nhiều đã ngồi nghe, chịu khó nghe mã nói, chịu khó nghe mã đọc hết cái bài này. Ờ, còn nhiều bài hay nữa nhưng mà mã sẽ đăng lên từ các anh chị em từ từ chia sẻ nhau nha ok mà cảm ơn nhiều nhắm hồi, hồi nãy giờ ngồi nói một hơi uhm, mà cảm ơn nhiều cảm ơn anh chị em đã theo dõi cái gì thì mã sẽ trả lời trong các lời bình luận ok cảm ơn nhiều bye bye